Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm thịt kho tàu. Món thịt kho này thì thường là kho chung với trứng, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ kho chung với măng. Để những miếng măng thấm giòn và miếng thịt mềm nhưng không có bị rã. Các bạn xem và thấy thích món thịt kho này thì mình mời các bạn vào cùng xem nha. Rồi để nấu được món này thì ở đây mình chuẩn bị là 1 kg thịt. Ở đây là mình dùng thịt ba rọi đó các bạn. Nếu như các bạn mà thích nó ít có mỡ á, thì các bạn chọn là loại thịt đùi nha. Và 1 lít nước dừa. Dừa thì các bạn chọn cho cái loại cho nó hơi già xíu, cho cái phần nước nó được ngọt, nó thơm hơn. Mình đừng có chọn nước dừa non quá. Nước dừa non quá thì nó có hơi cái vị chua đó. Và vài trái ớt. Ở đây là mình dùng ớt hơi nhiều đó. Phần này thì mình dùng nguyên cả trái luôn, cho nên là mình dùng hơi nhiều. 1 muỗng cà phê muối và hành tím cắt lát. Phần này thì mình để chần với phần thịt để cho phần thịt mình nó được thơm hơn. Tiếp theo là mình dùng 1 ít ớt băm. Phần ớt này là mình dùng ớt cay đó các bạn. Nếu như các bạn không ăn được cay thì mình khỏi dùng phần ớt băm này, hoặc là các bạn dùng là ớt sừng không cay nha. Và phần tỏi băm, tỏi này mình dùng hơi nhiều để mình ướp thịt và mình xào phần măng luôn. Và sau cùng là phần măng. Nếu như các bạn không thích măng thì các bạn kho với trứng. Phần măng này là măng người ta ngâm sẵn rồi. Phần này mình đã rửa và mình cắt sẵn rồi luôn. Cách sơ chế phần măng này thì cũng giống như là cái măng tươi của mình mua đó. Phần măng tươi thì nó còn đắng, còn cái phần này thì nó có cái vị mặn và nó hơi hôi hôi cái mùi măng. Và ngoài những nguyên liệu này ra thì còn nước màu, nước mắm và bột ngọt thì phần đó mình làm đến đâu thì mình nói đến đó luôn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái nồi nước để chần sơ cái phần thịt này. Cho 1 muỗng cà phê muối và cái hành tím mình cắt lát nè. Mình cho vô cái nước này. Chần thịt trong cái nước muối và hành tím này thì miếng thịt nó săn và nó thơm hơn đó. Nó không có bị hôi. Và nước sôi lên thì mình tắt bếp. Rồi mình cho phần thịt vào đây. Phần này thì mình không cần để bếp đâu các bạn. Và mình ngâm cái phần thịt trong cái phần nước nóng này khoảng 1 phút. Rồi mình mới đổ ra. Do là cái phần thịt này mình mua ở trong siêu thị là người ta đã đông lạnh rồi, cho nên là mình sẽ ngâm trong nước nóng này khoảng là 1 phút. Còn thịt mà các bạn mua được tươi thì các bạn trộn sơ sơ thôi là mình đổ ra được rồi. Rồi sau khi đổ phần thịt này ra rồi đó, cái phần củ hành tím này nè, mình gấp ra thì nó còn sót lại 1 ít cũng không sao các bạn. Lúc này thì phần thịt nó còn hơi ấm ấm đó. Bây giờ mình sẽ cho phần gia vị vào đây mình ướp. Ớt băm nè. Và tỏi băm thì mình cho vào đây. Cho vào đây là khoảng là 1 muỗng cà phê tỏi băm đó các bạn. Hoặc là hành tím băm cũng được. 1/3 muỗng canh bột ngọt. Khoảng 5g. 1 muỗng canh đường cát. Rồi ở đây là mình dùng là 100ml nước mắm đó các bạn. 100ml nước mắm này là tương đương khoảng là 8 muỗng canh. Mình cho vào ớt trước là 1 muỗng canh. Và 1 muỗng canh nước màu. Phần nước màu này thì mình thắng từ ở trong đường cát ra đó các bạn. Nước màu mình thắng thì nó có cái màu đẹp hơn là mình mua. Mình mua ở ngoài thì nó có cái màu đỏ, nhưng mà màu đỏ nâu hơi bầm bầm đó. Còn của mình thắng thì được cái màu nó hơi tươi hơn. Cái thắng nước màu thì mình có đặt cái đường link ở phía sau video này nè. Các bạn cũng có thể vào đó xem để tham khảo thêm nha. Trộn cho nó đều lên. Sau khi mình đã trộn đều xong rồi. Rồi phần này mình ướp mình để đây. Trong thời gian này mình đi sơ chế cái phần măng. Măng này là nó ngâm sẵn rồi đó các bạn, cho nên là nó không còn cái vị đắng nữa. Nhưng mà nó có cái vị hơi mặn và hơi hôi hôi, cho nên là mình phải luộc cho nó ra cái vị mặn và cái mùi hôi ở trong măng. Còn cái phần măng tươi các bạn cũng làm y như vậy luôn. Nhưng mà trong cái phần nước luộc này nè, các bạn cho vào 1 ít muối. Còn phần măng ngâm sẵn thì mình không cần cho muối nha. Và mình luộc phần măng trong nước sôi là khoảng 5 phút. Và mình đổ ra mình thay nước mới. Và mình làm như vậy là khoảng 3 lần nha. Và mình để với mức lửa lớn luôn nha, cho nó sôi bừng lên.
Sau khi mình măng mình đã luộc 3 lần rồi thì mình đổ ra rồi mình rửa sạch lại với nước. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi xào cái phần măng này cho nó được thơm hơn. Cho vào trong chảo một ít dầu ăn và một ít tỏi băm. Phi phần tỏi này cho nó vàng thơm lên. Rồi mình cho hết cái phần măng vào đây mình xào. Rồi cho vào trong măng này là một muỗng canh đường cá và 1/3 muỗng canh bột ngọt. Mình xào cho nó thấm đều là mình tắt bếp. Và phần thịt lúc này mình ướp được có khoảng là 20 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi sấy sơ cái phần thịt này. Rồi cho một ít dầu ăn vào trong cái nồi. Và phần tỏi băm còn lại á thì mình cho hết vào đây mình phi cho nó vàng thơm lên. Tỏi đã vàng thơm lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho những cái miếng thịt nè. Cho hết những cái miếng thịt vào đây. Còn cái phần nước ướp thịt này á thì mình để mình cho lại sau nha các bạn. Chút xíu nữa là mình cho vào đây hết luôn. Nhưng mà mình cho sau. Bây giờ mình để với mức lửa nhỏ thôi để cho nó khét cái phần này đó. Và mình xào đều cho cái phần thịt này nó được thơm và nó săn lại đó các bạn. Rồi cái phần thịt này mình đã xào đều hết rồi. 1 lít nước dừa thì mình cho vào đây hết luôn. Khi cho nước dừa vào thì mình mở lửa cho nó lớn lên. Khi nó sôi bừng rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ướp thịt vào đây nè các bạn. Mình lược lấy cái xác tỏi ớt ra. Mình đã vớt hết cái phần tỏi băm rồi. Rồi mình kho thịt trong nước dừa này khoảng là 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước mắm còn lại á, cho vào đây. Thì cái phần nước mắm này lúc đầu á, mình cho ít thôi cũng được các bạn. Nếu như mình không thích mặn nhiều á thì mình cho ít thôi. Khi nấu xong rồi mình nếm lại cảm thấy nó lạt á, thì mình cho thêm. Còn mình cho trước nhiều quá lỡ mặn á, thì mình khó sửa. Rồi để cho cái màu nó được đỏ đậm hơn á, thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây là 1 muỗng canh nước màu nữa. Hồi nãy mình ướp 1 muỗng rồi đó, bây giờ mình cho thêm 1 muỗng là mình dùng 2 muỗng canh nước màu đó. Phần thịt này á, thì mình cắt nó cũng tương đối không được lớn, cho nên là mình kho khoảng là 40 phút là được rồi. Rồi mình nấu mình không có đậy nắp, mình dùng nắp đậy á, thì nó hay có đóng bọt và nó cũng bị trào nữa đó các bạn. Mình để nấu sôi như vậy á, thì cái nước nó nhanh cạn thì cái thịt này á, nó không được mềm. Cho nên là mình dùng cái giấy nén nè các bạn. Cái giấy không thấm dầu đó mình đậy lên đây, hoặc là cái lá chuối á, mình đậy lên thì rất tốt. Mình đậy cái giấy này á, thì để cho cái miếng thịt mình nó được nhanh mềm, cái độ nước á, thì nó bớt cái độ thoát hơi đi đó. Và khi đậy giấy lên á, hoặc là lá chuối á, thì mình sẽ để với mức lửa là nhỏ thôi, cho nó hầm lại, nó sôi từ từ cho miếng thịt nó được mềm rượu đó. Rồi phần này mình nấu lên khoảng là 20 phút thôi. Bây giờ mình sẽ dở miếng giấy này ra. Mình dùng đũa mình xuyên vào miếng thịt này nè. Thấy nó lủng rồi đó các bạn. Nhưng mà nó chưa được rượu. Bây giờ mình sẽ cho măng vào đây mình nấu cho nó thấm. Còn nếu như các bạn nấu chung với trứng thì mình cho trứng vào trong lúc này luôn. Rồi mình dùng cái giấy mình đậy tiếp lại và mình nấu tiếp là khoảng 15 hoặc là 20 phút nữa với mức lửa cho nó nhỏ. Rồi bây giờ mình đã nấu tiếp được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ dở cái miếng giấy này ra nè. Lúc này nó sắc lại như vậy là được rồi đó các bạn.
và cái miếng thịt này lúc này nó mềm riệu rồi đó. Bây giờ mình sẽ nếm lại thử cái vị mặn ngọt nó xem nó có vừa chưa. Nếu như chưa vừa với khẩu vị của gia đình mình á thì mình cũng có thể là nêm nếm thêm. Bây giờ mình cảm thấy nó vừa rồi á thì thôi. Và những cái trái ớt hiểm nè, những trái ớt này thì nó cay đó. Mình sẽ dùng hết cả trái vô đây, mình bỏ vô đây luôn. Khi nào mà những người ăn cay được á thì người ta dùng những trái ớt này, còn những người không ăn cay được á thì người ta gấp ra. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi cho một ít bông hành lá lên cho nó đẹp. Nồi thịt kho của mình rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ múc gà tô mình dùng thôi. Những miếng thịt mềm nhưng mà nó không có bị rã nát ra đó các bạn. Và phần măng này nó thấm gia vị vô nó rất là giòn thơm luôn. Rồi mình dùng đũa mình dẻ cho các bạn xem nha. Mình dễ nhẹ thôi là nó đứt ra rồi. Lớp da nó dẻo, mỡ thì nó trong. Còn có phần nước thịt đó thì mình cũng có thể là dùng chấm cho tất cả những cái món đồ chua đó, cũng y như là mình kho với trứng đó các bạn. Và như vậy là thịt kho tàu chung với măng của mình đã xong rồi đó các bạn. Các bạn xem video này nếu như cảm thấy thích đó thì các bạn cho mình một like. Và đồng thời ấn vào nút đăng ký kênh luôn để xem thêm những cái video tiếp theo của mình nữa nha. Và khi ấn nút đăng ký kênh á thì nó có hiện ra cái chuông. Các bạn nhớ click vào cái chuông đó luôn. Để khi mình đăng video mới lên á thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo. Và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.